Tam bóng đá TV đã trở lại với anh em rồi đây. Đến với anh em hôm nay chính là cuộc đọ sức giữa hai đội bóng đến từ ngoại hạng Anh, Brighton và Arsenal, diễn ra vào lúc 0:30 chủ nhật ngày 1 tháng 1 trên sân vận động Farmer. Bước vào vòng đấu này, chim bóng biển đang đứng ở vị trí thứ 7 với 24 điểm, kém top 4 6 điểm. Họ có được 7 trận thắng, 3 trận hòa và có 5 trận thua với hiệu số là 26-20. Đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Del Zerbi hiện đang là tập thể tấn công rất phóng khoáng và rất nhiều mũi nhọn ở trên hàng công. Dẫn đầu của họ đương nhiên là vị trí của Rinro Chosap. Tiền vệ người Bỉ đã có được 7 bàn thắng sau 15 trận đã đấu và là một mối đe dọa thường trực bên ngoài vòng cấm địa với những pha sút xa trái phá. Pascal Gross giờ đã thi đấu xa không thành hơn, nhưng với 5 bàn thắng của anh đã nói lên việc cầu thủ này đánh hơi không gian và trừng phạt đối phương tốt như thế nào. Nhà vô địch World Cup Mark Allister cũng có được 5 bàn thắng sau 14 trận và là chân sút phạt đền số 1 của Brighton với 3 lần sút pen thành công. Chắc chắn những đối thủ của chim bóng biển cũng phải để ý đến những cái tên như Solimark, những người có kiến tạo nhiều nhất câu lạc bộ với 3 đường chuyền thành bàn. Trong khi đó, Arsenal đang thể hiện được một phong độ trò sáng với chuỗi trận thăng hoa của mình. 5 trận gần nhất, họ hòa 1 và thắng 4 trận còn lại, chiếm trệ ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Pháo thủ đang là đội bóng tấn công cũng như phòng ngự tốt thứ 2 ở giải đấu. Khi hàng công chỉ thua kém một MC sở hữu con quái vật Haaland, cục hàng thủ chỉ thua một tập thể Newcastle đang bay cao trong một mùa giải năm nay. 13 chiến thắng, 1 hòa và chỉ một trận thua là đủ để anh em hiểu được bộ óc thiên tài của Arteta cũng như trình độ của tập thể Arsenal là tốt đến như nào. Hãy cùng nhìn vào hàng công của đội bóng thành London. Với sự xuất hiện của Martin Odegaard, cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất tại câu lạc bộ tính đến thời điểm này, cùng với đó là Martinelli, tiền đạo người Brazil cùng đội trưởng của Anh đều có được 6 bàn thắng và đang cùng nhau tạo nên những hy vọng lớn lao dành về việc giành được chiếc cúp vô địch ngoại hạng Anh. Ngoài ra, Bukayo Saka cũng là một cái tên đáng để nhắc đến khi anh có được 5 bàn thắng cùng 6 kiến tạo, cầu thủ dẫn đầu danh sách kiến tạo của Arsenal. Cũng là một cái tên Brazil nữa là Gabriel Jesus, người vừa trở về từ World Cup với một chấn thương khá nặng và khó có thể góp mặt với đội bóng ít nhất là trong trận đấu sắp tới. Nhưng nếu quay trở lại, anh sẽ là hạt nhân quan trọng của đội bóng khi những pha chuyền bóng của anh luôn đem lại sát thương rất cao. Tỷ lệ nhà cái đưa ra là 0,5 dành cho Arsenal. Theo Tam bóng đá TV đánh giá, Arsenal hoàn toàn có thể đánh bại Brighton, kể cả khi thiếu vắng tiền đạo chủ lực là Jesus. Tỷ lệ tài xỉu trong trận đấu này là 2,5. Nhìn chung, đây sẽ là trận đấu có nhiều bàn thắng khi cả hai đội đều sở hữu những cái tên chất lượng trên hàng công. Cùng với ý đồ chiến thuật rõ ràng, những bài đánh cụ thể, dự đoán Brighton sẽ có trận thua sát nút 2-3 trước Arsenal. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tam bóng đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.